chơi bịt mắt bắt dế không? Ủa, chắc thằng Kokoshibo này suốt ngày đánh bài nên mắt của nó toàn nhìn thấy cơ rô chuông bất không à? Mắt tẻ le, bịt làm sao giờ ta? Chết tiệt, làm quỷ thì mạnh đấy, nhưng ban ngày cứ phải trốn ở trong nhà, nặng chiếu vào người là tôi. Sao phải vất vả thế? Ở chỗ bọn tôi có bị kịp ra đường không sợ nắng luôn. Đâu, cho ta xem. Gia nhập biệt đội Ninja League thì khỏi sợ trời nắng luôn nhá. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến rất là căng thẳng, yêu cầu mọi người hãy đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang. Đội mũ heo. Mang khẩu trang vào đàng hoàng. Nhìn cậu ta thế thôi, chứ khi ngủ gật là sẽ lời hài lắm đó. Thế à? Nghe thấy vậy, Conan liền bắn phi tiêu có tẩm thuốc gây mê vào Zenitsu, khiến cậu ta ngủ gật và chuyển sang dạng sát thủ. Hơi thở của sấm sét, tức thứ nhất. Chào các bạn, mình là Tanjiro. Ở trong truyện của mình, các nhân vật gia tăng sức mạnh bằng cách tập hít thở. Có một phương pháp tập luyện, đó chính là thổi vào cái bình. Cho đến khi cái bình vỡ, lúc ấy hơi thở mới khỏe và sức mạnh tăng thêm. Nghe thấy vậy, Inosuke cũng bắt chước tập thổi. Yeah, Inosuke giỏi quá. Ủa, nhưng đấy là cái máy đo nồng độ cồn cơ mà. Nó đang luyện chiêu hơi thở có nồng độ cồn à. Hơi thở của an toàn giao thông, thức thứ nhất. Làm viêm trụ ta chờ mãi, cuối cùng bọn quỷ các ngươi cũng xuất hiện rồi. Xì xì son son. Yeah, hay quá, bọn cai ngục bị tiêu diệt rồi. À đấy, cai ngục Azkaban á, đây là tàu đi Hogwarts mở, mình là Harry Potter. Xì xì son son no jutsu, chết mía, lên nhầm tàu. Đây là Nezuko và cô ấy đang ngồi xem phim. Trong lúc đó, Tanjiro đang đánh nhau với con quỷ nhện, nhưng anh ta lại quên cởi bỏ cái thùng ở bên trong có chứa Nezuko. Thế là Tanjiro nhào lùn phạt nào, thì ở bên trong, Nezuko giống như gặp động đất vậy. Nhấn đăng ký và bật chuông.